Kính chào quý khán giả và quý bà con đang đến với chương trình 365 ngày chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Bên cạnh những thông tin mới thiết thực về tình hình sản xuất, giá cả thị trường của các loại nông sản hiện nay, chúng tôi sẽ tiếp tục chia sẻ những mô hình hay, những câu chuyện thú vị trong lĩnh vực nông nghiệp của bà con nông dân Lâm Đồng và các địa phương trong cả nước. Và ngay sau đây sẽ là phần điểm qua những thông tin nổi bật sẽ có trong 15 phút của chương trình hôm nay. Dự kiến đến năm 2020, tỷ lệ xã nông thôn mới của Lâm Đồng tăng lên 94%. Giá thịt bò hơi tăng, chất lượng đàn bò thịt trên địa bàn Lâm Đồng dần được nâng lên rõ rệt. Giá cả nhiều loại nông thủy sản tiếp tục gây thất vọng với người nông dân. Thưa quý bà con, để chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới ngày càng mang lại nhiều hiệu quả thiết thực và đi vào chiều sâu, bên cạnh nhiều giải pháp quan trọng như tăng cường công tác tuyên truyền, tạo những điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia vào nhiều phần việc liên quan. Giai đoạn năm 2016 đến năm 2019, tỉnh Lâm Đồng đã huy động tổng nguồn vốn gần 32.000 tỷ đồng. Trong đó, bên cạnh nguồn vốn tín dụng, ngân sách nhà nước đầu tư trực tiếp và lồng ghép các chương trình, dự án, nhiều tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư trong tỉnh đóng góp hàng ngàn tỷ đồng. Nguồn kinh phí nói trên chủ yếu dành cho việc xây dựng hạ tầng cơ sở, đổi mới và tổ chức sản xuất tiên tiến nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường. Đến nay, toàn tỉnh Lâm Đồng có 90 trên 116 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ 77,6%. Dự kiến đến năm 2020, tỷ lệ xã nông thôn mới tăng lên 94%. Liên quan đến câu chuyện phát triển đàn bò thịt, thời gian trước do giá thịt bò hơi giảm mạnh và thời gian kéo dài nên người chăn nuôi bò Lâm Đồng gặp nhiều khó khăn, nhiều nông hộ đã phải giảm đàn. Trong quý 2 năm 2019, giá thịt bò hơi tăng trở lại, bà con nông dân đã tập trung đầu tư khôi phục lại đàn bò thịt. Nhờ đó mà chất lượng đàn bò thịt trên địa bàn Lâm Đồng dần được nâng lên rõ rệt. Hiện tổng đàn bò thịt trên địa bàn toàn tỉnh là 75.310 con, tỷ lệ bò lai đạt trên 67% tổng đàn, với một số định hướng và tác động của ngành chức năng. Chăn nuôi bò thịt ở Lâm Đồng là đang có xu hướng chuyển dần từ việc sử dụng các giống bò địa phương sang nuôi các giống bò thịt lai cao sản, chuyển từ chăn thả sang nuôi nhốt, vỗ béo và chuyển chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi tập trung, quy mô lớn. Cũng câu chuyện về con bò. Thưa quý bà con, chăn nuôi bò sữa là lĩnh vực thế mạnh của huyện Đơn Dương từ nhiều năm nay. Hiện đàn bò sữa của địa phương này là trên 13.000 con. Trong đó, trên 9.500 con bò sữa được chăn nuôi tại các nông hộ, số còn lại được các doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn đầu tư, chăm sóc. Hiện trên 40% tổng đàn bò sữa ở huyện Đơn Dương đang trong giai đoạn kinh doanh, với sản lượng sữa tươi mỗi ngày là khoảng 120 tấn. Với sự đổi mới trong đầu tư của nhà nông, cộng với một số định hướng và tác động của ngành chức năng và chính quyền địa phương, đàn bò sữa ở Đơn Dương ngày càng được đầu tư, chăm sóc bài bản. Quy mô chăn nuôi ở các nông hộ địa phương ngày càng lớn. Đây là điều kiện để hình thành các liên kết sản xuất, ký kết thu mua nông sản với các doanh nghiệp chuyên thu mua sữa tươi đang hoạt động ở địa phương như Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk, Công ty Cổ phần Sữa Đà Lạt, Đà Lạt Milk, Công ty Freiland Cabina Việt Nam, Dutch Lady, Cô Gái Hà Lan và Công ty Cổ phần Sữa Chuyên nghiệp Việt Nam VB Milk. Liên tục chương trình, giá cả nhiều loại nông thủy sản tiếp tục gây thất vọng với người nông dân. Nông dân trẻ khởi nghiệp với dừa bonsai. Mô hình trồng màu trong nhà lưới đem lại thành công hơn cả mong đợi cho người nông dân. Thưa quý bà con, tuần qua thị trường giá cả nông lâm thủy sản nước ta vẫn ghi nhận những câu chuyện chưa mấy khởi sắc. Đặc biệt đó là giá cả các mặt hàng lúa gạo, trái cây và cá tra. Sau đây là những thông tin cụ thể của chương trình. Giá lúa gạo tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục trầm lắng do nhu cầu nhập khẩu hạn chế, cùng với lo ngại về nguồn cung vụ hè thu chất lượng không cao. Theo hệ thống cung cấp giá tại địa phương, giá lúa IR50404 vụ hè thu giảm từ 200 đến 600 đồng một ký, xuống còn 4.050 đồng một ký. Lúa OM4218 giảm 200 đồng một ký, xuống còn 5.400 đến 5.600 đồng một ký. Lúa OM6976 ở mức 5.500 đồng đến 5.600 đồng một ký. Lúa Jasmine giảm 200 đồng một ký, xuống 5.900 đến 6.000 đồng một ký. Dự báo giá lúa gạo trong nước tiếp tục giảm do nhu cầu tiêu thụ yếu, chất lượng lúa hè thu kém nên không thu hút khách hàng. Giá bán buôn cá tra nguyên liệu tại đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục xu hướng giảm khoảng 2.000 đồng một ký so với tháng trước, xuống còn 22.000 đến 23.000 đồng một ký đối với cá tra loại 1, trong khi giá thu mua chỉ trong khoảng 20 đến 21.000 đồng một ký.
Nhìn chung, thị trường cá tra nguyên liệu tại đồng bằng sông Cửu Long trong nửa đầu năm 2019 có xu hướng suy yếu dần sau một năm liên tục tăng nóng, giảm gần 16.000 đồng một ký so với cùng kỳ năm 2018, giảm gần 10.000 đồng một ký so với đầu năm nay và đang ở mức thấp nhất trong khoảng 2 năm qua. Thanh long, sầu riêng, măng cụt đang giảm giá do vào chính vụ, lượng cung tăng lên trong khi nhu cầu không còn lớn. Tại Bình Thuận, giá thanh long đã quay đầu giảm mạnh. Thanh long loại 1 bán tại vườn dao động từ 13.000 đến 16.000 đồng một ký, giảm khoảng 15.000 đồng một ký so với nửa tháng trước. Trong khi đó, măng cụt hiện vào chính vụ nên lượng cung tăng lên, giá giảm mạnh. Giá bán lẻ tại một số chợ truyền thống nay chỉ còn 40.000 đến 60.000 đồng một ký tùy kích cỡ quả. Giá thu mua măng cụt tại vườn chỉ còn từ 18.000 đến 25.000 đồng một ký. Giá sầu riêng cũng đang rớt giá nhanh khi thời điểm này thương lái thu mua tận vườn giá chỉ 32.000 đến 35.000 đồng một ký. Xin được chuyển đến những thông tin sản xuất đáng chú ý khác. Tại thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, có một người thanh niên đã khởi nghiệp thành công với tạo hình dừa hồ lô in chữ trên trái dừa. Không dừng lại ở đó, với mong muốn nâng cao giá trị cây dừa Bến Tre và nhận thấy dừa đột biến gen có giá trị kinh tế cao, từ năm 2018 đến nay, anh Huỳnh Thanh Tâm, nông dân trẻ của xứ dừa, tiếp tục khởi nghiệp với dừa bonsai độc lạ, cung ứng thị trường trong và ngoài tỉnh, được khách hàng ưa chuộng. Với ý tưởng khởi nghiệp khá lạ và táo bạo, anh Huỳnh Thanh Tâm đã cất công sưu tầm những trái dừa, chủ yếu là dừa xiêm xanh, xiêm đỏ, mọc từ 2-3-4 mầm trở lên với tư thế đẹp, độc lạ, mang về dưỡng và tạo thế lá, rễ. Nhờ chịu khó đi sưu tầm, các dừa đột biến gen, đến nay anh Tâm đang dưỡng khoảng 500 cây dừa bonsai cao khoảng 1 mét, trong đó một cây có từ 2-3 thân trở lên rất đẹp mắt. Hồi xưa thì ông bà mình thì cứ hái dừa xuống rồi ngâm trái dừa đó. Rồi bắt đầu mình dạt cái đầu nó, bắt đầu mình ương. Thì tỷ lệ ương dừa tầm khoảng 30% mà, tỷ lệ lên cây thân á. Còn bây giờ nhiều hộ ương cái kỹ thuật khác hơn, có nghĩa là họ hái cái trái không có khô quá. Và bắt đầu họ đem về họ dạt và họ ủ bằng cách là trùm bọc ni lông. Tầm như vậy thì cái kích cái sức nóng của cái mũ trùm đó thì nó sẽ làm cho cái trái dừa mình phát triển mà mọc mầm lẹ hơn. Có những cây dừa lên từ 2 thân, 3 thân, 4 thân, thậm chí có cây 5 thân, 6 thân. Đó có giá trị cao, làm kiểng bonsai thì Tâm mới thu gom và mua những cây dừa đó về để tập hợp những cây dừa đó về và bắt đầu mình dưỡng và mình chăm sóc để mình tạo ra những cây dừa nhiều thân, mình tạo những cây kiểng bonsai có những cái thế độc lạ, đẹp để giúp như là mình nâng cao thêm cái giá trị. Theo Tâm, trồng dừa bonsai không khó và cách chăm sóc đơn giản nhưng lại mang giá trị kinh tế cao so với giống cây dừa đơn thuần. Những cây dừa mọc mầm được anh ươm dưỡng từ 1 đến 3 năm đến khi cao khoảng 3 mét trở lên, tính từ gốc đến ngọn, sẽ được xuất bán ra thị trường với giá từ 500.000 đồng một cây trở lên. Xin được chuyển đến với một câu chuyện khác. Thưa quý bà con, thời gian gần đây, nhiều nông dân ở các địa phương đã tìm ra những mô hình hay, cách làm mới, phù hợp với điều kiện đất đai và nhu cầu của thị trường, đem lại thành công như mong đợi. Như mô hình trồng màu trong nhà lưới trên địa bàn thị trấn Đại Ngãi, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng là một điển hình. Trung tuần tháng 5 năm nay, anh Đinh Văn Tỏ ở ấp Ngãi Phước, thị trấn Đại Ngãi, huyện Long Phú bắt đầu xuống giống thực hiện mô hình trồng cải làm dưa trong nhà lưới. Với diện tích 5.000 m2 trồng trên nền đất ruộng với 13.000 cây giống, sau 45 ngày chăm sóc, cải phát triển tốt và cho thu hoạch. Giá được thương lái mua tại ruộng 5.500 đồng một ký. Theo ước tính, năng suất cải đạt khoảng 6 tấn trên 5.000 m2, tổng thu 33 triệu đồng. Trừ đi chi phí, anh Tỏ còn lợi nhuận gần 20 triệu đồng. Cái qua cái thực hiện cái mô hình trong nhà lưới trồng cây cải nó hiệu quả rất cao, nó ngăn ngừa được cái sâu bệnh, phân thuốc thì nó hạn chế, cái giá cả ổn định. Hướng tới là tôi tính xuống giống cây trồng cây ớt. Kết quả thiết thực của mô hình mang lại đã mở ra hướng phát triển mới cho địa phương, nhưng vấn đề quan trọng nhất là nhà nông biết cân nhắc và chọn cho mình cây trồng phù hợp vào từng thời điểm, không phát triển một cách ồ ạt và thiếu quy hoạch cụ thể. Quý bà con đang theo dõi chương trình 365 ngày chuyển động và trong nội dung tiếp theo, mời quý bà con đến với chuyên mục con số hôm nay. 19%, đây là tăng trưởng xuất khẩu gỗ và các sản phẩm đồ gỗ của nước ta trong 5 tháng đầu năm nay so với cùng kỳ 2018. Cụ thể thì 5 tháng đầu năm nay, xuất khẩu gỗ và các sản phẩm đồ gỗ đạt 4,02 tỷ đô la Mỹ, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2018. Mỹ tiếp tục là thị trường số 1 khi chiếm đến 45,8% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước. Đồng thời, ngày càng có nhiều đơn hàng chuyển dịch từ Trung Quốc về Việt Nam để xuất khẩu sang Mỹ.
Năm 2019, ngành chế biến gỗ và lâm sản đạt mục tiêu xuất khẩu 10,5 tỷ đô la Mỹ. Căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đang giúp Việt Nam gia tăng kim ngạch xuất khẩu, nhưng cũng đang xen không ít những rủi ro nếu không kiểm soát tốt về đầu tư FDI, nguồn nguyên liệu đầu vào và các sản phẩm xuất khẩu. Đây cũng là kiến nghị của các doanh nghiệp gửi tới chính phủ để bảo vệ sự phát triển cho ngành chế biến gỗ. Thưa quý bà con, không chỉ được biết đến là một bí thư chi bộ, trưởng làng năng nổ, nhiệt huyết với công việc, anh Đinh Văn Điều còn được bà con trong làng Cleo Cơ Tu, xã Giang Bắc, huyện Đắc Bơ, tỉnh Gia Lai khâm phục bởi đức tính cần cù, vượt khó vươn lên làm giàu, trở thành tấm gương sáng về phát triển kinh tế để mọi người noi theo. Dù mới bước sang tuổi 40, song anh Đinh Văn Điều giờ đã là người giàu nhất làng Cleo Cơ Tu với thu nhập mỗi năm từ 350 đến 400 triệu đồng sau khi trừ chi phí. Chia sẻ về quá trình làm kinh tế, anh Điều cho biết năm 2003, anh lập gia đình và được bố mẹ cho một chỉ vàng để lấy vốn làm ăn. Với bản tính cần cù chịu khó, không cam chịu đói nghèo, sau nhiều năm phấn đấu, đến nay trên diện tích 57 hectare đất của gia đình, ngoài việc phát triển chăn nuôi bò, anh còn tập trung trồng mía, mì, bắp và keo. Từ mình đi tìm hiểu, đi học từ bạn mấy bạn bè đó, mình từng học hỏi họ. Rồi mình về tới nhà, về nhà thì mình thực hành, mình làm được, nên giờ mình cũng nói chung thì cũng được. Để nâng cao thu nhập, anh Đinh Văn Điều là người tiên phong trong làng Cleo Cơ Tu áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, khi mà nhiều diện tích cây trồng anh đều lắp đặt hệ thống tưới nhỏ giọt hoặc tưới bét. Cùng với đó, anh cũng đầu tư cả 100 triệu đồng để mua máy cày về phục vụ sản xuất nhằm giảm nhân công lao động. Tôi mở rộng mía. Thứ hai, tôi mở rộng thêm mì, rồi tôi mới trồng thêm mấy chục hectare keo nữa, tăng thêm cái sản phẩm của mình, tức là cái diện tích và cây trồng của mình. Tấm gương thay đổi nếp nghĩ, cách làm để vươn lên làm giàu của anh Đinh Văn Điều là rất đáng ghi nhận. Đó sẽ là điểm sáng để nhiều bà con dân tộc thiểu số tại làng Cleo Cơ Tu nói riêng, xã Giang Bắc nói chung, học tập noi theo, từ đó xây dựng buôn làng ngày một no ấm. Quý vị thân mến, sản xuất nông nghiệp nói chung, hiện người nông dân vẫn phải đối mặt với rất nhiều rủi ro. Nhiều lần bị thất bại, rồi loay hoay trả nợ. Anh Đào Văn Mười, nông dân xã Đông Thanh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, không buông xuôi mà vẫn tiếp tục ấp ủ giấc mơ làm giàu từ nông nghiệp. Kết quả, anh đã chạm đến được giấc mơ, đó là thành công của mô hình chăn nuôi gia cầm, được coi là lớn nhất xã Đông Thanh với hiệu quả kinh tế cao. 8.000 con vịt, mô hình đầu tiên thành công và lớn nhất của xã Đông Thanh, huyện Lâm Hà về chăn nuôi gia cầm. Đó là mô hình trang trại vịt của anh Đào Văn Mười. Câu chuyện nghề nông của anh được quay ngược trở lại hơn một thập kỷ trước. Anh là một trong những nhà nông đầu tiên của Đông Thanh, mạnh dạn tiên phong với mô hình rau hoa công nghệ cao. Thất bát nhiều lần, phần vì giống, phần vì thổ nhưỡng, khí hậu, phần do được mùa mất giá. Thế nhưng không nản lòng, anh tiếp tục bắt đầu lại bằng chính ý chí và sự chịu khó của mình. Quyết tâm là phải làm được. Tính mình là làm lông nhưng là cẩn thận, là cứ phải là hàng đầu. Phải là cái tính kiên trì, mình chịu khó mà kiên trì. Mà còn đã chăn nuôi thì phải chuồng trại phải sạch sẽ. Cái khâu cái con giống là quan trọng lắm. Chịu khó mạnh dạn mới thành công, đó là những gì anh Mười đúc kết từ kinh nghiệm đổi bằng rất nhiều mồ hôi và nước mắt của mình cùng với gia đình. Đó cũng là những gì anh muốn chia sẻ với những nhà nông khác đang khởi nghiệp hoặc đang khó khăn, thất bại. Bởi giờ đây, mỗi năm trang trại vịt của anh thu được 12 lứa, mỗi lứa anh thu về 100 triệu đồng. Cần mẫn, chịu khó và ham học hỏi, sau những thất bát nghề nông, mấy năm nay anh đã thành tỷ phú của Đông Thanh. Cái mô hình của anh Đào Văn Mười đây thì tôi nói là cũng là con mô hình có cái tính hiệu quả rất là cao. Anh Mười thì cũng là một những nông dân là rất là cần cù và chịu khó, và cũng dám mạnh dạn tìm tòi những cái mới. Nhưng mà trên là cái cơ sở là có tìm hiểu, chúng tôi cũng rất mong muốn là có nhiều thanh niên, nhiều nông dân là cái mạnh dạn tìm tòi để tìm hiểu những cái mới, nhất là đặc biệt là những cái ứng dụng những cái công nghệ cao trong sản xuất. Một lứa vịt mới lại sắp được đón về, tỷ phú Đào Văn Mười vẫn luôn tự nhủ, chỉ có dám nghĩ, dám làm, không sợ thất bại. Ngoài sự cần cù, chịu khó, chính suy nghĩ ấy, tư duy mới ấy đã giúp nhà nông Đào Văn Mười thành công. Thưa quý bà con, những nội dung chia sẻ đáng chú ý của những triệu phú, tỷ phú nông dân vừa rồi của Chuyện Nhà Nông cũng đã khép lại chương trình 365 ngày chuyển động hôm nay.
Quý vị và bà con quan tâm, đóng góp, chia sẻ thông tin, vui lòng gửi email về chương trình tại địa chỉ 365ngaychuyendonglv@gmail.com hoặc gọi điện qua số điện thoại 02633 829 930. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.